Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Giang Võ đây. Và lần trước mình đã giới thiệu các bạn làm thế nào để đánh được một bài trên cuốn Phương pháp học đàn organ keyboard của Lê Vũ ha. Thì lần này mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn các bạn đánh thêm một bài nữa trên cây đàn Core EK50 này. Rồi, việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn bài, đương nhiên rồi. Đây, mình sẽ đánh bài Dưới ánh trăng này. Rồi, việc tiếp theo là chúng ta sẽ chọn điệu cho nó. Ở đây mình sẽ đánh điệu 8 bit. Rồi, vô phần style. Nhóm 8 bit. Đây, mình sẽ chọn điệu số 004. Đây, rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh tempo. Rồi. Các bạn ấn giữ nút shift cho mình ha. Rồi, xoay bánh xe. Thì các bạn sẽ thấy phần tempo nó chạy ở trên góc trên này. Đó, các bạn thấy không? Rồi, ở đây mình sẽ bánh ở tốc độ 110. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn phần tiếng cho tay phải của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm vào keyboard set. Rồi, ở đây mình sẽ nghĩ chắc là mình sẽ chọn tiếng string đi. 061 ở đây các bạn. Bấm 061. Đó, thử nha. Ok, chúng ta có tiếng string rồi. Rồi, tiếp theo là việc chúng ta bước cuối cùng chúng ta chuẩn bị. Chúng ta bấm sitar chuẩn bị lên. Này, và đây nút speak các bạn kiểm tra coi nó sáng đèn chưa. Nếu sáng đèn rồi thì các bạn không cần bấm nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn nghe. Rất là đơn giản. Các bạn nào mới học đàn sử dụng cây EK50 này để đánh những cái bài trong cuốn Lê Vũ này rất là đơn giản, chỉ cần một vài bước thôi là chúng ta có thể đánh được cuốn Lê Vũ ha các bạn. Đó, rồi những phụ huynh cũng có thể xem những video này để về hướng dẫn cho em con em của mình tập được những bài hát, những bài đánh rất là đơn giản. Tiếp tục và chúng ta sẽ đánh bài bài Luân Vũ vùng Alsace. Đó, trang số 36. Thì bài này nó sẽ cho chúng ta đánh ở điệu van. Đó, điệu van. Bây giờ chúng ta sẽ vô chọn điệu luôn ha. Rất là đơn giản như vẫn quen thuộc của chúng ta. Style đây, các bạn bấm vào nút style. Thì điệu van nó sẽ nằm trong nhóm ballroom và nó sẽ bắt đầu, điệu van nó bắt đầu từ số 054. Đó, điệu van ở đây. Rồi. Mình sẽ chỉnh tốc độ cho nó nha các bạn. Bài này nó yêu cầu tới tốc độ tới 125 lận. Đó, bài này thì có vẻ vui tươi. Cho nên chúng ta ở đây các bạn thấy không, số 96 nè là nó còn chậm hơn so với cái nhịp yêu cầu ha. Chúng ta sẽ ấn Shift và chúng ta xoay bánh xe đến số 125. Cái này thì tùy các bạn nha, không nhất thiết phải theo trong sách đâu các bạn. Tại vì đôi lúc các bạn đánh chưa nhanh được thì chúng ta sẽ đánh chậm lại ha. Các bạn có thể chỉnh chậm xuống 115 hoặc 120 cũng được. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn phần tiếng. Thì Giang nghĩ bài này nên đánh ở tiếng string đi cho nghe cho nó hay. Rồi, nhóm string là nhóm đây, số 061 đây các bạn. Các bạn bấm vào nút keyboard set bên này, xong sau đó các bạn bấm 061. Đó thì nó sẽ ra string. Ở trong này thì có rất là nhiều tiếng string. Ví dụ mình sẽ lấy tiếng string này ha, hôm nay mình sẽ đánh tiếng string số 063. Rồi, các bạn xem thử là nút split này nó sáng đèn chưa. Ở đây các bạn. Rồi, chúng ta bấm lên cho nó sáng đèn nha. Rồi, nút sinh ta đã sáng đèn. Trường hợp nếu mà chưa sáng đèn thì các bạn sẽ bấm cho nó sáng lên đèn màu xanh như thế này nhé. Các bài trước thì mình sẽ chỉ các bạn đánh bật bật thêm intro này nữa. Nhưng mà bài này thì nó có cái nhịp lấy đà. Đó, nó có một nhịp lấy đà gồm có hai nốt đơn. Cho nên đối với những bạn nào đánh quen rồi thì có thể bấm intro lên nha, cũng được, để canh nhịp vào. Còn những bạn nào mà chưa quen thì khi mà bấm intro xong cái đoạn cuối, ô cuối của intro để nó vào bài á, thì nó sẽ khó canh nhịp cho các bạn, thì các bạn dễ bị sai. Cho nên mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mới học rồi rất là chậm, cho những bạn chậm nhất luôn. Rồi, bây giờ chúng ta không cần đánh intro ha, chúng ta chỉ cần như thế này là đủ. Đó, chúng ta có thể chỉ cần như thế này là đủ. Các bạn nên nhớ là các bạn phải kiểm tra kỹ cho mình nha, kỹ cho mình cái nút split này nha. Bật lên thì cái hợp âm nó mới ăn được các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn cùng nghe ha.
ending nha các bạn. Các bạn bấm ending này thì nó sẽ dạo kết bài như thế này. Đó. Đó, như vậy là chỉ cần những bước rất là đơn giản, vẫn như câu nói quen thuộc của Giang. Chưa đến 1 phút các bạn. 40 giây thôi. Đó, nếu như chúng ta quen, chúng ta sẽ chọn 40 giây thôi là chúng ta đã có thể chuẩn bị xong xuôi để chúng ta có thể đánh được bài Luân Vũ vùng Outset. Đó, rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục thêm một bài mới trong cuốn Lê Vũ ha. Hôm nay chúng ta sẽ qua trang số 54 và chúng ta sẽ đánh bài Điệu Dân Vũ. Rồi, cái bài Điệu Dân Vũ này nó sẽ đánh ở điệu van với tốc độ 120 và nó sẽ đánh bằng tiếng piano. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn điệu van. Thì điệu van ở đây chúng ta sẽ bấm vào phần style. Và điệu van nó sẽ nằm ở số 54 các bạn. Chúng ta sẽ bấm số 054. Đó, slow van đó. Đó. Chúng ta có thể tùy chọn ha. Rồi, ví dụ mình sẽ lấy điệu van số 2 này đi. Rồi. Thường thường á, cái điệu van thì version 1 này nè, tiết tấu nó hơi nhẹ nhàng chút, mình thích nó hơi mạnh mạnh xíu, mình sẽ đổi nó qua số 2. Rồi. Tiếp theo các bạn xem cho mình nút speak đã sáng đèn chưa. Đây, chưa sáng đèn ha, mình bấm lên. Rồi. Chúng ta sẽ xem thử Sinta và Sintop. Chúng ta bật Sinta lên luôn. Rồi, đố các bạn nãy giờ chúng ta làm những cái bước này còn thiếu bước gì không? Đó chính là chỉnh tốc độ cho nó. Đó. Bài này ở tốc độ 120, mà ở đây các bạn có thể thấy nó ở tốc độ 90 ha. Chúng ta sẽ giữ phím shift và chúng ta xoay bánh xe lên 120. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn tiếng piano. Chúng ta sẽ bấm vào phần keyboard set. Đó. Và sau đó chúng ta tiếng piano. Piano thì nó sẽ nằm ở số 001. Đó. Đây là tiếng grand piano. Tiếng piano là thông dụng và là cơ bản nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi nhiều tiếng piano khác ở đây ha. Chúng ta tùy ý chúng ta thôi. Mình sẽ đánh bằng tiếng piano này luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn cùng nghe ha. Intro luôn nha. Đó, như vậy là chúng ta đã vừa qua một bài mới chỉ cần vài phút. Việc còn lại là các bạn sẽ luyện tập thôi. Còn về cái vấn đề setup và chuẩn bị chọn điệu, chọn tiếng đồ các kiểu trên cây co EK50 này thì rất là dễ sử dụng ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Giang. Những ai có thắc mắc gì về bài học hoặc là em co EK50 này cứ nhắn tin cho Giang nhé, hoặc comment ngay bên dưới bài viết này. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt.